Thưa quý vị, nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường nói riêng và quận Bắc Từ Liêm nói chung, trường Mầm non Hồ Tùng Mậu đã thực hiện điểm chuyên đề giáo dục kết nối với hai hình thức là kết nối trực tiếp và kết nối online qua phần mềm. Các tiết dạy không chỉ góp phần đa dạng hóa các hình thức dạy học mà còn là minh chứng sống động về sự sáng tạo của các giáo viên trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Với đề tài Zumba thể thao, tiết học của lớp mẫu giáo nhỡ vô cùng sôi động và cuốn hút. Qua việc kết nối online với một giáo viên dạy nhảy Zumba, học sinh đã được biết Zumba là một môn thể thao với các động tác nhảy đơn giản trên nền nhạc sôi động. Biết tác dụng của nhảy Zumba là nâng cao sức khỏe, rèn luyện cơ thể dẻo dai, đốt cháy mỡ thừa, cũng như biết tính chất âm nhạc, trang phục của môn Zumba. Đặc biệt qua phần trải nghiệm thực tế, học sinh có thể thực hiện số động tác đơn giản của Zumba, mô hình lớp học kết nối này đã giúp học sinh mở rộng các điều kiện kiến thức, các lĩnh vực cũng như mở rộng không gian học tập để khám phá và tìm hiểu phong phú đa dạng hơn. Từ đó giúp các em phát triển ngôn ngữ, kích thích tư duy, rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và có các kỹ năng phù hợp. Trong cái giờ học kết nối cũng giải quyết giúp chúng tôi việc giúp trẻ, kích thích trẻ, khuyến khích trẻ. Hỏi những cái câu hỏi đối với chuyên gia, trẻ có kỹ năng đặt câu hỏi dành cho chuyên gia để tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực của mình cần tìm hiểu. Và thực sự là với một giáo viên thì không phải là một chuyên gia, cho nên là đôi khi những cái lĩnh vực mà trẻ cần tìm hiểu thì chúng ta không thể giải thích chuyên sâu cho trẻ. Thế nhưng mà việc kết hợp với cả chuyên gia để kết nối trong giờ học thì sẽ giúp trẻ có thể tiếp cận kiến thức qua nhiều nguồn khác nhau, chứ không phải luôn luôn là cô giáo của mình ạ. Và bên cạnh đó thì trẻ cũng được phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tư duy, và từ đó thì là trẻ cũng mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều trong các hoạt động. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, không chỉ trường Mầm non Hồ Tùng Mậu mà tất cả các trường trong quận Bắc Từ Liêm cũng sẽ tích cực hơn nữa trong cái hoạt động kết nối này để đưa cái giáo dục kết nối rộng rãi hơn trong quận Bắc Từ Liêm. Còn với lớp mẫu giáo bé, các bạn học sinh cũng vô cùng thích thú với tiết học về giáo viên thanh nhạc. Các cô giáo đã liên hệ kết nối để mời được thầy Nguyễn Quang Mạo, giảng viên thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đến giao lưu với lớp. Được xem clip về hoạt động hàng ngày của thầy, được đàn hát cùng với thầy, các em học sinh đã biết công việc của giáo viên thanh nhạc là luyện thanh, dạy hát, dụng cụ của giáo viên thanh nhạc là đàn và bản nhạc. Ở hoạt động trải nghiệm với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Quang Mạo, bước đầu các em học sinh đã biết luyện thanh và hát giãn nhịp. Kết quả của tiết dạy đã khẳng định sự cố gắng nỗ lực của các giáo viên trong hành trình đổi mới sáng tạo. Nhà trường đã rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng các phần mềm, sử dụng các phần mềm kết nối như là kết nối qua Zoom, kết nối qua Skype. Các cô nhà trường thì cũng đã thực hiện rất là thành thạo các hoạt động này trong 2 năm học vừa qua. Ngoài ra thì bản thân các cô cũng là những giáo viên mà trẻ, năng động và tích cực, chủ động, sáng tạo và tìm tòi những cái nội dung và hình thức tổ chức mới để đạt được kết quả cao, cũng như là không ngừng cả học tự học tập, bồi dưỡng cái chuyên môn cho bản thân để đem lại những cái kết quả học tập cũng như là hoạt động học của trẻ được phong phú và hấp dẫn hơn, và đặc biệt là tạo cái hứng thú cho trẻ, trẻ dễ nhớ và tham gia hoạt động rất là tích cực ạ. Tiết học của lớp mẫu giáo lớn với đề tài dân ca quan họ Bắc Ninh có lẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và cán bộ quản lý các trường mầm non trên địa bàn quận nhất bởi sự kết hợp giữa kết nối trực tiếp và kết nối online. Cụ thể, các cô giáo không chỉ mời các nghệ sĩ đại diện cho liền anh liền chị đến tham gia cùng với tiết học mà còn kết nối để học sinh được giao lưu tìm hiểu với nhóm nghệ sĩ hát quan họ tại làng Diềm, tỉnh Bắc Ninh. Với sự sáng tạo và công phu trong tổ chức tiết học của giáo viên, các bạn học sinh biết một số kiến thức về dân ca quan họ Bắc Ninh như: đó là một trong loại hình nghệ thuật truyền thống của Bắc Ninh với các đặc điểm về giai điệu, đạo cụ, trang phục hay nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. Trẻ cũng biết các hình thức hát quan họ và có thể hát đúng làn điệu quan họ Bắc Ninh theo điệu mười nhớ. Bên cạnh yếu tố về chất lượng đội ngũ giáo viên, thành công của tiết dạy cũng cho thấy tầm quan trọng của các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai lớp học kết nối. Là một trong hai trường mầm non của bậc học mầm non thực hiện thí điểm mô hình trường học điện tử, và chính vì vậy mà nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đầu tư trang thiết bị hiện đại như là hệ thống máy tính cho 100% các lớp, hệ thống TV thông minh cho 100% các lớp, và đường truyền internet tốc độ cao cũng như là toàn bộ cái hệ thống phát wifi toàn trường. Đây cũng là một điểm mạnh của nhà trường. Ngoài ra thì về công tác xã hội hóa giáo dục thì nhà trường cũng đã xã hội hóa được 100% các lớp có webcam để thực hiện. Và điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi như vậy thì nó cũng là một trong những điều kiện
cần và đủ để nhà trường thực hiện được chuyên đề mô hình trường học kết nối như ngày hôm nay ạ. Thông qua cái hoạt động này ấy, bình thường các con thì sẽ được học qua những lời nói hoặc là những hình ảnh ở trên mạng. Tuy nhiên là cái hoạt động ngày hôm nay thì các con lại được gặp gỡ trực tiếp, được giao lưu trực tiếp với lại những nghệ sĩ và những cái loại hình nghệ thuật như là hát rồi là nhảy, thì các con rất là hứng thú. Thông qua cái hoạt động ngày hôm nay thì em thấy rằng các con rất là tham gia tích cực vào trong cái hoạt động học. Đó cũng là một trong những cái mà những người giáo viên chúng em rất là cần. Và em nghĩ rằng với những cái hoạt động ngày hôm nay ấy, thì em học hỏi được rất nhiều. Sau khi đi tham dự buổi tập huấn ngày hôm nay về thì chắc chắn là em sẽ phải thiết kế nhiều hoạt động kết nối hơn nữa để các con được trải nghiệm, được giao lưu nhiều hơn, phát huy cái tính tích cực của các con ở trong giờ học. Và với mong muốn rằng mỗi ngày đến trường của các con thì sẽ là một ngày vui, một ngày thật là ý nghĩa. Ngoài ba hoạt động kết nối trên, chuyên đề của trường mầm non Hồ Tùng Mậu còn được thiết kế với một chương trình giao lưu có chủ đề kết nối yêu thương, sắc xuân rực rỡ, nhằm hiện thực hóa mang sân khấu biểu diễn đến gần với học sinh hơn. Các bạn học sinh đã mang chính những sản phẩm trong nội dung bài học trên lớp để biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhà trường còn hướng tới các đối tượng là chính các cô giáo của các trường. Bạn đến tham gia hoạt động cũng đã có những hoạt động giao lưu vô cùng đặc sắc, thú vị với các nghệ sĩ và cô trò nhà trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực để thầy cô giáo và học sinh quận Bắc Từ Liêm đón chào năm mới 2021 với nhiều kỳ vọng trong hành trình thi đua đổi mới và sáng tạo giáo dục.